Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục review sách 5 phút của PMS. Mình là Nguyễn Linh, hiện tại mình đang là founder của InSpa, chuyên tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho mọi người. Mình cũng từng là học viên của PMS. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cuốn sách rất là yêu thích của mình, đó chính là cuốn Nhà Giả Kim. Paulo Coelho là tác giả người Brazil. Thời gian đầu thì ông có viết hai cuốn sách, đó chính là cuốn Health Archive và cuốn Chuyến Hành Hương. Tuy nhiên, theo Linh được biết thì hai cuốn sách này chưa được thành công cho lắm. Cuốn sách tiếp theo đó chính là cuốn Nhà Giả Kim này. Và ông lấy ý tưởng dựa trên một truyện ngắn được viết năm 1935 của tác giả người Argentina. Và sau khi cuốn Nhà Giả Kim ra đời thì nó đã trở nên nổi tiếng và được mệnh danh là cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh mà thôi. Theo Linh thì Nhà Giả Kim được xem như là một cuốn tiểu thuyết dành cho những ai đang cảm thấy phân vân về định hướng trong cuộc đời mình, hay là bạn đang start up, hay là bạn đang cảm thấy chân vân trong cuộc sống thôi, thì cũng đều nên đọc cuốn sách này. Điểm nổi bật của cuốn sách này mà Linh rất thích đó chính là cái cuốn sách này nó sẽ không bắt đầu bằng những triết lý mà sẽ dùng cách kể chuyện dẫn dắt người đọc thông qua những mảnh ghép trong chuyến phiêu lưu của cậu bé Santiago, những người mà cậu gặp, những điều mà cậu trải qua trong chuyến hành trình đó sẽ có điều gì đó động lại khiến chúng ta phải suy ngẫm và biến những suy nghĩ thành hành động. Năm bài học mà Linh cảm thấy tâm đắc nhất trong cuốn sách này đó chính là: thứ nhất, khi ta thực sự khao khát một điều gì đó thì cả vũ trụ này sẽ hợp lực giúp ta đạt được điều đó. Thứ hai, vạn vật trong vũ trụ này đều có ý nghĩa riêng của nó. Thứ ba, mọi sự kiện diễn ra trong cuộc sống của chúng ta đều có nhiệm vụ dạy cho chúng ta một bài học và là mắt xích quan trọng để liên kết với nhau dẫn dắt chúng ta tới đích cuối cùng. Thứ tư, chúng ta hãy sống thật tốt ngay chính thời điểm hiện tại. Thứ năm, chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận mọi rủi ro và đừng bao giờ sợ thất bại. Thực ra thì Linh cũng có xem những cái nhận xét của các bạn khác, thì Linh có nhận thấy là một bộ phận khán giả có những cái nhận xét rằng là những cái lời khen dành cho cuốn sách Nhà Giả Kim này là một sự cường điệu hóa, bởi vì những cái triết lý trong cuốn sách này quá độ là bình thường. Nhận xét như vậy cũng bình thường thôi, tại vì mỗi người sẽ có những cái quan điểm, những cái góc nhìn khác nhau dựa trên cái thế giới quan của họ. Và ngay cả Linh thì cái lần đầu tiên Linh đọc cuốn sách này đi, Linh cũng thấy cái cuốn sách này cũng khá là bình thường, cái câu chuyện cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên, khi mà đọc tới lần thứ hai, thứ ba thì Linh mới nhận thấy rằng là đằng sau những cái câu chuyện đơn giản, cái câu chuyện trông có vẻ bình thường thôi, là những cái triết lý, những cái bài học mang giá trị rất cao và rất thực tiễn. Thực ra thì Linh cũng không có lời khuyên gì đâu. Linh nghĩ là mình đúc kết từ cái kinh nghiệm của mình, đã là khi đọc cuốn Nhà Giả Kim thì mình đừng kỳ vọng quá nhiều vào, bởi vì nó là bestseller hay là nó là cuốn sách nổi tiếng, mà khi đọc bất kỳ cuốn sách nào đó mình hãy thả lỏng toàn bộ tâm trí cũng như là toàn cơ thể để mình đón nhận và mình tiếp nhận những cái câu chuyện, những cái bài học. Cũng có thể nó rất là đơn giản, mộc mạc, nhưng sau đó sẽ là những cái bài học hay là những cái triết lý rất là sâu sắc mà mình chưa nhận ra. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe channel PMS. Xin chào!